Thưa sư, con hỏi về giới không nghe đàn, kèn, múa hát, con tự tìm hiểu. Theo sự tìm hiểu của con là ngày xưa Đức Phật cấm vì do âm nhạc ngày xưa mang tính ái dục nhiều. Vì có kỹ nữ nhảy múa đàn ca nên Ngài cấm tăng ni để tránh nghe, tránh xa được ái dục. Nhưng bây giờ hình thức ấy được giảm bớt bằng cách nghe qua MP3. Và khi nghe nhạc thiền như Ngài Nam Mô Tát Xá hay những bài nhạc của làng Mai, âm điệu đều là những ca từ tốt đẹp và hướng thiện, thì các sư nghe những bài nhạc như vậy theo con nghĩ ở thời đại bây giờ là được phép phải không? Nếu chúng ta chấp vào giới nghe nhạc nhưng không hiểu biết nguồn gốc tại sao Đức Phật đặt ra giới đó thì giới cấm thủ rồi ạ. Vốn dĩ quý vị không hiểu tại sao Đức Phật cấm chế cái giới này. Tại sao tỳ kheo giới gọi là cụ túc giới? Cụ túc giới có nghĩa là đó là cái giới hoàn hảo. Giới hoàn hảo ở đây đó, nó còn gọi là một cái gọi là cái phạm Brahmacharya. Brahmacharya có gọi có nghĩa là Hán dịch gọi là phạm thiên giới. Nếu mình gọi đúng thì đó là phạm thiên giới, đó là cái giới hạnh của các cái bậc phạm thiên, đó là cái giới hạnh của những con người mà xa lìa các cõi dục. Một vị mà giữ tròn cái tỳ kheo giới đó có nghĩa là cụ túc giới, thì vị ấy coi như là xa lìa cõi dục mà vị ấy đang ở cảnh giới của phạm thiên. Và ở cảnh giới của phạm thiên đó thì nó không có âm nhạc, bởi vì cái âm nhạc nó còn là cái thấp kém so với phạm thiên. Âm nhạc nó thuộc về dục giới, mà quý vị muốn muốn lên cái cảnh giới cao hơn đó, lên các cái cõi phạm thiên đó, chúng ta phải bỏ lại hết những cái thuộc về dục giới, những cái thú vui thuộc về dục giới, âm nhạc thuộc về thú vui thuộc dục giới. Cho nên khi mà muốn lên trên cao thì phải bỏ dưới thấp. Cũng giống như đó, một cái đứa bé nó muốn học và nó muốn lên cấp 2 thì nó phải bỏ lại những cái bài học ở cấp 1. Nó không thể nào nói là tôi còn lưu luyến cái sân trường cấp 1 cho nên mà tôi vẫn muốn đi vào cấp 2, muốn đi học cấp 2 nhưng mà tôi vẫn lưu luyến cái sân trường cấp 1 thì không được. Hoặc là tôi học cấp 2 nhưng mà tôi vẫn muốn cái nội dung, tôi vẫn muốn là sử dụng sách giáo khoa cấp 1 thì không đúng. Mình lên cấp 2 mình phải xài cái môi trường cấp 2, xài cái sách giáo khoa cấp 2. Cũng vậy đó, chúng ta muốn thực hành cái phạm hạnh, đó phạm hạnh Brahmacharya là phạm hạnh, thì chúng ta phải ly dục, phải xa lìa các dục. Bản thân cái âm nhạc đó còn thuộc về các dục, vẫn còn thuộc về các dục. Thành ra nó phải bỏ. Còn một chút xíu yêu thích trong các dục thì còn không thể xa lìa được các cõi dục. Đó là sư đang nói về cái môi trường lý tưởng, sư đang nói về cái môi trường lý tưởng, chứ còn sư không nói là những vị tu sĩ thời nay nha. Sư không nói những vị tu sĩ thời nay, để quý vị có khi quý vị nói là ông sư Thành Tuệ ông nói vậy đó, nhưng mà tôi vẫn thấy là nhiều nhiều người mang danh tu sĩ mà vẫn hưởng thụ vật chất, thì xin thưa đó là chúng ta suy nghĩ sai lầm. Tại vì khi mà chúng ta còn hưởng thụ những cái vật chất á, thì có nghĩa là chúng ta còn chưa có xa lìa được các cõi dục. Và chúng ta không thể nào nói là chúng ta đang thực hành phạm hạnh được. Không thể nào nói chúng ta đang thực hành phạm hạnh được. Brahmacharya, Brahma, Brahma có nghĩa là phải cắt đứt tất cả những thứ mà gọi là cái sự hưởng thụ của dục giới, luôn cái âm nhạc.
Thành ra phải nói là thông cảm ha, thông cảm giùm, thông cảm giùm. Đấy. Coi như là cái con nòng nọc á, cái con nòng nọc mà nó muốn lên bờ đó, muốn thành con ếch thì nó phải đứt đuôi thôi. Chứ không, nó không thể nào nó còn đuôi mà nó đòi lên lên bờ được ha. Là nòng nọc mà muốn thành ếch thì phải đứt đuôi, đơn giản như vậy. Chứ quý vị đừng có nghĩ là thời xưa phải có kỹ nữ mà nhảy múa thì nó mới ái dục. Trong kinh Tạng đấy, một vị tỳ kheo ở trong rừng mà nghe thoang thoảng ở xa ở đâu đó cái tiếng đờn mà cái ái dục nó vẫn lên, chứ đừng có nói là phải chờ tới kỹ nữ. Cho nên khi mà quý vị thực hành cái ngày trai giới đó, có nghĩa là thực hành bát quan trai giới đó, thì quý vị đang thực hành cái giới của phạm thiên giới. Quý vị đang bước vào một phần của cái đời sống phạm hạnh. Thành ra đó, trong tám giới đó phải bỏ cái sự nghe nhạc, phải bỏ cái sự nghe nhạc. Còn quý vị nói là nhưng mà tại sao là ví dụ như là một số cái bài nhạc như là nhạc Nam Mô Tát Xá ví dụ như vậy, hoặc là một số cái nhạc đạo, tôi tạm gọi là nhạc đạo, có nghĩa là ca ngợi Đức Thế Tôn, ca ngợi Đức Thế Tôn, ca ngợi tăng đoàn, ca ngợi giáo lý, vân vân và vân vân, thì những cái đó để dành cho những người giữ năm giới mà họ làm. Những người giữ năm giới đó, ha, thì họ không có cái sự ngăn cấm. Bởi vì sao? Bởi vì họ thuộc dục giới, họ vẫn thích hưởng thụ các cái thú vui cõi dục, cho nên là không có cấm họ hưởng thụ cái việc mà nghe nhạc, không cấm họ hưởng thụ cái việc nghe nhạc. Thì họ có thể sử dụng cái việc nghe nhạc đó để họ tạo các cái bản nhạc mà nó hướng thiện đấy. Còn khi mà chúng ta đã xác định rằng chúng ta thực hành phạm hạnh Brahmacharya thì phải như con đồng nọc đứt đuôi hết.